Thì cơ bản thì bước đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhìn ở cảm quan ở bên ngoài trước, rồi sau đó mình sẽ làm một cái clip tiếp theo là mình sẽ mổ xẻ ra trong cái bịch phôi này để mình biết được ở trong nó có những cái gì mà bên công ty mình nói là cái phôi của mình nó có chất lượng, hoặc là tại sao nó chất lượng, hay là thì mình sẽ mổ xẻ vào phía bên trong để mình phân tích cho các bạn biết là cái phôi này nó đạt chất lượng như thế nào. Thường á thì tất cả các đơn vị á thì người ta hay dùng cái trọng lượng bằng ký để người ta làm, nói chung là người ta sẽ nói về cái độ nặng của cái phôi để người ta đảm bảo cái độ nặng. Vì sao? Vì người ta nói về ký thì các bạn dễ hình dung hơn là nói về size của cái bịch. Tại vì cái size của cái bịch nhiều khi 18, 18 năm thì các bạn sẽ không, các anh chị là không ở trong nghề thì các anh chị cũng khó hình dung là 18 là như thế nào, 18 năm như thế nào, tại nó chênh lệch rất ít. Cái thứ hai là mình cũng không có cách để mình đo, mình nhiều khi mình không biết đo. Thì thừa bây giờ tất cả các trại người ta hay dùng kilo đó, để dễ dễ nhất là mình bỏ lên cái ký là các bạn sẽ biết được là cái phôi nó bao nhiêu ký luôn, bạn khỏi cái phần coi cái bịch phôi, chứ thật chất ra là cái size á, nó có ba size thôi, 18, 18 năm và 19 là hiện tại ở Việt Nam đang làm. Còn cái độ nặng thì cũng đừng đừng nên đánh giá cái độ nặng nó nhiều lắm, tại vì mình nếu mà độ nặng của nó mà cái độ ẩm ở trong mà không đủ á, thì mình đảm bảo cho các bạn là cái phôi nấm sẽ không ăn tơ đạm là cái nhất. Cái thứ hai là nó không ăn được đồng đều. Còn nếu mà nó dư thì mình sẽ cũng nó ăn tơ cũng rất là chậm mà cũng không có đồng đều và không đạt nó, và cái độ ẩm ở trong á, thiếu với dư nó không có hiệu quả, không có hiệu quả cho cái quả thể sau này. Nó chỉ là vừa đủ hoặc là đủ nó mới có cái hiệu quả nhất định cho cái quả thể của nó ở phía sau, chứ còn mà anh dư anh nặng quá mà anh dư ẩm thì anh cũng không có hiệu quả, mà anh thiếu quá anh nhẹ quá thì anh cũng không có hiệu quả. Còn cái size quan trọng là cái size, khi mình nhìn thì người ta đảm bảo cho bạn là cái size bao nhiêu, size của bên mình là bao nhiêu. Ví dụ bạn mua ở thị trường là size 18 thì size bên mình là 18, thì khi mình cân lên chênh lệch nhau cộng trừ bao nhiêu đó, nếu nó không quá chênh lệch thì nó là bình thường, không sao. Tại vì có những đơn vị ta đóng hơi nhẹ một chút, có những đơn vị ta đóng hơi nặng một chút, có những đơn vị ta đóng vừa đủ một chút, thì đó không sao hết. Các bạn đừng quan tâm tới vấn đề đó nhiều, tại độ chênh lệch đó là độ ẩm ở trong phôi, trong cái mụn. Còn cái độ ăn tơ rồi độ phát triển của tơ như thế nào thì nó mới quyết định được cái chất lượng ở phía sau khi mà mình trồng một cái phôi này lên. Nên các bạn cũng làm cái clip này, khi các bạn xem á thì các bạn lưu ý giúp em là cái clip này mình chỉ hướng dẫn cho khách của bên mình để nhìn nhận ra được cái bịch phôi nấm mối đen như thế nào là nó hiệu quả. Còn nếu có sự sai sót mà cũng có cái gì mà anh em trong nghề mà có nhìn cái clip này á mà cảm thấy mình nói sai hoặc là nói đúng gì đó, thì các bạn sẽ note ở phía dưới cho mình để mình tham khảo hoặc có thể mình học hỏi ha. Còn đây là những cái kinh nghiệm mà mình đã làm về cái bịch phôi nấm mối đen rất là lâu rồi, và mình chia sẻ cho khách hàng của mình và những cái khách mà cũng phải chưa phải là khách hàng của mình mà muốn tìm hiểu về cái phôi này thì cũng có những cái kiến thức mà ít nhất là cũng cơ bản để khi mình đánh giá cái bịch phôi nấm mối đen dù là ở đơn vị nào, nhưng mà ở với riêng đơn vị mình thì nó sẽ là như thế, thì nó là cái tiêu chuẩn của bên mình nó phải đạt như thế thì nó là một bịch bịch phôi đạt đó. Về tổng quan ha, các bạn xem lại một lần ha, khi mình mang từ cái bịch phôi về từ ở trại mình ủ tối về thì cái tơ á, cái hài tơ này nó hơi mờ hơn, nó chưa có sáng hơn, tại vì nó đang nằm ở trong tối. Mà muốn cái hài tơ này nó trắng và sáng lên thì mình sẽ qua một cái thời gian là chiếu sáng nhé. Thời gian chiếu sáng thì ở đây là thời gian này đã chiếu sáng được 3 ngày thì cái hài tơ nó sẽ trắng hơn nha các bạn. Hài tơ này nó sẽ trắng hơn nè đó. Nó có chế độ kéo tơ, tại vì khi nó có ánh sáng thì nó giống như là nó sẽ phát triển cái hài tơ này lên và nó khánh già đi và nó phát triển thành quả thể và tạo thành nấm nhé.
Thì đó là những cái mà cơ bản nhất để mình nhìn cảm quan từ bên ngoài. Rồi mình sẽ bỏ lên cái cân và cân cho các bạn xem nha, là để các bạn biết là cái bịch phôi của mình á nó sẽ cân nặng là bao nhiêu. Đây, bây giờ bắt đầu mình bỏ nó bằng cân. Rồi đây cái bịch phôi nha, đó 1 ký 3, 1 ký 322. Rồi tiếp theo mình sẽ cân tiếp một cái bịch phôi cũng cùng cái lô luôn ha, mình đóng nè, 1 ký 295 nha. Rồi tiếp theo cái này là mình lấy ngẫu nhiên nha các bạn, trong cái trại của mình tại mình đóng máy thì nó sẽ có cái phần chênh lệch về độ ẩm như thế đó ha. Các bạn xem thấy đó, nó cùng một lô đấy chứ không có phải khác lô đâu, nhưng mà nó có sự chênh lệch cũng không không đáng kể như đó. Các bạn thấy nè, về chiều cao ha. Rồi mà các bạn thấy chiều cao đều gần gần giống nhau. Rồi cái size của cái bịch ha, cái đường kính của nó cũng gần giống nhau, nó là giống nhau, nhưng chỉ có cái là độ ẩm ở trong bịch phôi này có khả năng là khi mình trộn cái máy trộn mình nó không đều, hoặc là cái độ mà ẩm ở trong cái hạt mùng khi nó hút vào nó không đều thì nó sẽ khi có đóng có thể bịch nhẹ hơn một chút, có bịch nặng hơn một tí mà có bịch nó sẽ trung bình. Lưu ý là mình nên chọn cái phôi nào nó ăn tơ trắng 100%, trắng nhất có thể, và cái hệ tơ nó không được quá già. Đó, bạn lưu ý nè, khi tơ nó già, nó già là nó sẽ có cái màu đen, cái màu đen nè. Ở đây thì để mình xem một cái bịch nào nó có mặt đây, cái màu tơ đây nó hơi đen, nó chuyển qua màu vàng sậm và sau đó nó sẽ qua màu đen. Đây, ở đây các bạn thấy nè, lưu ý nha, màu đen, đen đó, đó là hơi vàng sậm. Cái này nó hơi chưa bao giờ qua vàng sậm thì sao, nó là cùng một lô nhưng là cái tơ nó ăn cái độ tơ là nó coi như là cái này là mình giá nó gần như là đồng đều, gần như đồng đều, tại vì khi có khả năng là tơ này nó ăn mạnh hơn một vài ngày, còn tơ này nó sẽ ăn chậm hơn một ngày và tơ này sẽ ăn chậm hơn một vài ngày thì nó không đáng kể, nhưng mà cái độ đồng nhất của nó là các bạn thấy nó cái độ đồng nhất ha. Đó, từ trên xuống dưới đó. Và xin kết thúc tại đây, còn cái clip sau á thì mình sẽ mổ xẻ cái bịch phôi ra, mình phân tích cho các bạn biết trong bịch phôi này nó có thành phần gì và trong đây nó có cái gì để mình quyết định được cái tính chất thành hay bại hay là chất lượng của cái sản lượng của nó sau khi mình trồng nó như thế nào nha. Thì mình sẽ giới thiệu trong clip sau. Và xin chào tất cả mọi người nha.